Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tiết lộ sự thật, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024, lộc trời ban xuống, phát tài cực mạnh, đầu tháng vạn sự khởi đầu hanh thông, cả tháng tiền vàng chất đống, phát tài đổi đời cực kỳ giàu. Quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất thân mến, Mậu Tuất có thể nghĩ lại chút về quá khứ, ngẫm lại xíu về những điều mình đã lỡ giờ. Mỗi chúng ta ở đây chắc hẳn ai cũng có những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng không ạ? Thế nhưng, cuộc sống chẳng như là mơ, bởi vì mỗi người mỗi một số phận, chẳng ai giống ai. Có người được số mệnh phú quý mà sinh ra đã mang kiếp giàu sang, có kẻ đón người đưa, ở nhà lầu đi xe sang. Thế nhưng, cũng có những người dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể ngóc đầu lên được, cuộc sống vẫn mãi nghèo khổ, bần hèn, thậm chí là còn nợ nần chồng chất. Biết đâu một ngày nào đó thần tài sẽ gõ cửa mà ban cho may mắn, mà bất ngờ đổi vận chỉ sau một đêm. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, trong những kiểu bói toán, qua tử vi thường được coi là một trong những kiểu bói toán có tính chính xác cao, được nhiều người tín nhiệm. Tử vi giúp chúng ta đoán số mệnh tương lai, họa phúc, để từ đó có thể tính toán con đường riêng cho mình thêm phần vững chắc. Và trong video ngày hôm nay, bàn biên tập chương trình sẽ luận giải về tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nhằm giúp bản mệnh tuổi Mậu Tuất biết được những may mắn, vận hạn mà mình sẽ gặp phải trong 5 ngày này. Cụ thể 5 ngày này cuộc sống của quý bản mệnh sẽ như thế nào? Xin mời hãy lắng nghe luận giải dưới đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây nhé quý khán giả. Trong 12 con giáp, tuổi Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ sung túc ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình trong các mối quan hệ. Người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý. Trong mọi tình huống, tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm,
và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ, thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi, không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó và xong họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơm mô khi gặp việc khó khăn. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Xem tử vi thấy rằng, người tuổi Mậu Tuất thường xuyên đa sầu, đa cảm, buồn phiền mệt mỏi trong thời điểm này. Do đó, dù không mắc phải bệnh tật trầm trọng, nhưng bản mệnh cũng dễ vướng phải những căn bệnh vặt vãnh, khiến con giáp này không có sức lực, không đủ sự tập trung để làm việc. Vì thế, bên cạnh việc sinh hoạt điều độ trong việc tham gia thể dục thể thao, bạn còn cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của mình cho tích cực hơn. Chỉ cần bạn lạc quan với hoàn cảnh hiện tại của mình, thì mọi phương diện cuộc sống sẽ đều có dấu hiệu cải thiện. Có thể thấy rằng, vận trình tình duyên của người tuổi Mậu Tuất cũng ít có điểm sáng. Dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc, bạn phải đối diện với nhiều vấn đề mà không nhanh chóng giải quyết thì sẽ để lại hậu quả đáng buồn. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách. Tất cả là do hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, đồng thời lại bỏ ngoài tai lời của người qua lại. Có thể những vấn đề hai người đang mâu thuẫn, không có ai hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, tất cả chỉ là do những khác biệt trong quan điểm mà thôi. Để nhanh chóng khắc phục vấn đề này, bạn và người ấy nên chủ động xuống nước để có thể trò chuyện cùng nhau. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024, con đường tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng không thực sự hanh thông. Người tuổi Mậu Tuất khó nhận được các khoản lãi lời. Vì thế hãy tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào, không mắc thêm lỗi khiến mình phải lấy tiền ra đền bù thiệt hại. Người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ, tư duy làm ăn của mình. Nếu bạn cứ mãi đi theo lối mòn, thì bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu so với đối thủ. Thị trường luôn luôn vận động, vì thế bạn không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả, song đến khi gặt hái được trái ngọt bạn sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương hãy cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công. Như vậy thì khoản tiền lương đổ vào trong túi bạn vẫn sẽ đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới. Như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của bạn sau này. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, thực chất tuổi Mậu Tuất vẫn có cơ hội phát triển trong tháng 5 âm lịch. Chỉ cần bản mệnh hạ quyết tâm và cố gắng mà thôi. Có thể sự chăm chỉ của bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng để thử sức. Khẩu quyết: những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn:
màu trắng, màu xám, con số may mắn 30, 66. Tiếp theo chương trình, tổng quan vận trình tử vi trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý khán giả cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình sẽ ra sao nhé. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, từ ngày mùng 1 tháng âm lịch đến hết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, công việc trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này của tuổi Mậu Tuất tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, nhìn chung gặt hái không ít thành quả tốt lành, nhờ có được thiên đức cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi Mậu Tuất tư duy thêm nhạy bén, hành động quyết đoán chuyên nghiệp, không khó để thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, quý nhân trong tuần này mang tới sự hỗ trợ lớn lao, nếu gặp khó khăn có người giúp đỡ, không phải đơn phương độc mã. Có điều tuổi Mậu Tuất có tính cách cái tôi khá lớn, dễ thay đổi, khó mà ổn định trước tuổi trung niên, vì thế khi công việc khó tiến triển, bản mệnh nảy sinh tâm lý chán nản, muốn thay đổi môi trường làm việc để thử sức với lĩnh vực mới, công việc mới, nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đó chỉ là cảm giác chán nản tức thời. Hãy dành thời gian để xem xét vấn đề mình đang gặp phải. Bản mệnh sẽ thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường. Chỉ vì bạn quá cả nghĩ thôi, nhiều người mong như bạn chưa chắc đã được đâu. Nên học cách quý trọng những gì đang có. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, tài vận của người tuổi Mậu Tuất có xu hướng tăng nhẹ. Người kinh doanh buôn bán tất bật với nhiều đơn hàng. Nhìn chung, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Cứ làm rồi sẽ được hưởng, không đi đâu mà thiệt. Với người làm công ăn lương, thu nhập trong 5 ngày này tăng lên trông thấy. Có thể là đề xuất tăng lương được chấp thuận, hoặc bản mệnh kiêm nhiệm một vài công việc phụ khác, tiền hết rồi lại có, không lo túng thiếu. Đây là phương vị vượng tài khí, đặt biểu tượng rồng phong thủy tại khu vực này sẽ kích hoạt tài khí, vượng tài lộc dồi dào, tuổi Mậu Tuất dễ gặp may mắn về tiền bạc hơn. Về phương diện tình duyên, người tuổi Mậu Tuất trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, bản mệnh đón hỷ khánh cát lành, trong nhà, ngoài ngõ có chuyện vui, gia đạo yên vui, gia đình trong ấm ngoài êm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để mọi thành viên trong nhà phấn đấu cho sở thích mục tiêu cá nhân. Nhờ có thiên đức cát tinh, lại thêm quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên của tuổi Mậu Tuất ngày càng vượng, đôi lứa yêu thương mặn nồng, tình cảm gắn bó, người độc thân tình cảm phát triển nở rộ, sớm gặp được người trong mộng, tình yêu cứ thế thăng hoa có cản cũng không đổi. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Mậu Tuất 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, nguyệt lệnh lâm tử ảnh hưởng rõ rệt đến phương diện sức khỏe, biểu hiện là những dấu hiệu bất thường như các cơn đau nửa đầu dữ dội, đau vùng bụng, thắt lưng, nên sắp xếp thời gian để đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Tiếp nối chương trình sẽ là luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất. Nhiều cơ hội xuất hiện mở ra cho bạn nhiều triển vọng trong công việc, lại thêm thiên đức cát tinh soi đường chỉ lối. Tuổi Mậu Tuất tư duy thêm nhạy bén, hành động quyết đoán chuyên nghiệp, không khó để thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, quý nhân trong tuần này mang tới sự hỗ trợ lớn lao. Nếu gặp khó khăn có người giúp đỡ, không phải đơn phương độc mã, bản mệnh nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt hái được thành công. Con giáp này biết được khả năng của mình là gì, nên phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được. Ngoài ra, bạn còn thể hiện được tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình, khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống, để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất. Công ty có thể đạt được bước tiến mới trong 5 ngày này, hãy chú ý đến cách nói năng hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người, để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, quan hệ rộng rãi, cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên tuổi Mậu Tuất có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Bạn đối xử tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Mậu Tuất nhận thấy, tình hình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong 5 ngày này. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, mệnh chủ chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của bạn được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng,
Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bạn có thể tự đề xuất thăng chức, tăng lương cho mình, khả năng được chấp thuận là khá cao. Với người làm kinh tế, bạn đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy bạn đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai bạn sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Bạn đã dần có chỗ đứng trên thị trường nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng bạn thấy xứng đáng. Điều con giáp này cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho bạn, thậm chí còn khiến bạn bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của 12 con giáp có chỉ ra rằng người tuổi Mậu Tuất cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe trong 5 ngày này. Mệnh chủ phải chịu ảnh hưởng nguyệt lệnh lâm tử. Bản mệnh hãy chú ý cẩn thận khi leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc, kẻo dễ vướng họa huyết quang. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức, khiến sức khỏe suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc gặp sự cố không đáng có. Hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau xương khớp, đau dạ dày. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Nhờ có thiên đức cát tinh, lại thêm quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên của tuổi Mậu Tuất ngày càng vượng, đôi lứa yêu thương mặn nồng, tình cảm gắn bó, người độc thân tình cảm phát triển nở rộ, sớm gặp được người trong mộng, tình yêu cứ thế thăng hoa có cản cũng không nổi. Người tuổi Mậu Tuất trong 5 ngày này bản mệnh đón hỷ khánh cát lành, trong nhà, ngoài ngõ có chuyện vui, gia đạo yên vui, gia đình trong ấm ngoài êm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để mọi thành viên trong nhà phấn đấu cho sở thích, mục tiêu cá nhân. Lại thêm cát thần và tam hợp rất có lợi cho đường gia đạo của tuổi Mậu Tuất trong thời điểm này. Vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc rực rỡ, đào hoa vượng, nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới, chuyện tình cảm nhanh chóng được thăng hoa. Tử vi của tuổi Mậu Tuất cho thấy, để mệnh chủ biết trân trọng hơn hạnh phúc đang có, dù là những việc nhỏ mà người thân làm cho bạn, vì tình cảm chứ không phải vì mục đích vụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì nay cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người thân bao dung sẵn sàng chờ đón bạn quay trở về. Con cháu của bạn lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Ngay sau đây là lời khuyên của các nhà tử vi dành riêng cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nên chú ý cách hành xử trong thời điểm này. Dù gặt hái được thành công lớn lao, thì mệnh chủ cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu bạn quá hoang mang thì dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện, đặt điều cho bạn, hoặc cướp mất công lao mà bấy lâu nay bạn phải tốn công gây dựng. Khi vướng phải rắc rối, bạn cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy nói những điều hoặc có những hành động không phù hợp, đừng để người khác có thể lấy đó làm cái cơ hạ bệ bạn. Với người làm kinh tế, bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích lần sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.